Đỗ Quốc Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2019. Đỗ Quốc Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với quý vị một bộ nội thất phòng khách bằng gỗ mun đuôi công. Mun đuôi công thường gọi là đây là mun của nhập khẩu của Nam Phi. Và cái chất liệu gỗ mun đuôi công này thì là ở trên thị trường cũng có rất lâu nay rồi. Thì ngày hôm nay theo yêu cầu của một khách hàng đến từ Hải Phòng đặt Đỗ Quốc Thành Luân thì chúng tôi cũng là làm theo yêu cầu. Thực ra là cái mun đuôi công của Thành Luân chúng tôi làm rất ít. Theo yêu cầu của một khách hàng đến từ Hải Phòng nên là chúng tôi đặt làm theo yêu cầu. Bộ này là bộ hàng VIP, mun đuôi công là hàng VIP, khuôn mặt dày 4 phân, ván mặt dày 2 phân và mặt bàn rất chi là to. Mặt bàn này lớn và liền tấm luôn. Ván mặt cũng rất chìa dày và vách tựa cũng như là tay ghế. Nó là cái mẫu sở trường mà Thành Luân chúng tôi là làm từ trước cái này các bộ hóa hộp rồi. Hôm nay chúng tôi làm bằng gỗ mun đuôi công để cho khách hàng đến từ thành phố Hải Phòng thấy được bộ sản phẩm đã đặt Đỗ Quốc Thành Luân. Thì chúng tôi có quay đoạn video clip lên để giới thiệu với toàn thể quý khách hàng cũng như là với khách hàng đến từ Hải Phòng biết được cái sản phẩm mà Thành Luân chúng tôi khi chúng tôi làm theo đơn đặt hàng nó rất chìa đẳng cấp và đỉnh cao là đẹp mắt như này. Bộ này gồm có 6 món, gồm một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn lớn cộng với một đôn đầu bàn và một đôn ngồi. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Cái mẫu này thì chúng tôi cũng là mẫu sở trường của chúng tôi rồi. Ngày hôm nay đây là mẫu đầu tay mà chúng tôi làm bằng cái mun đuôi công này, chiều theo yêu cầu của khách hàng đặt hàng. Trông thì vân nó rất chìa đẹp. Và quý khách cùng theo dõi bộ đến cuối clip chúng tôi sẽ báo giá trực tiếp bộ bàn ghế mun đuôi công này cho quý khách hàng thấy được. Mun đuôi công này giá thành thì nó cũng rất chi là rẻ, không cao một tí nào, rất thấp. Bình thường như các bộ thông thường ở trên thị trường mà làm hàng mun đuôi công này, làm hàng kiểu như nói lôm la là hàng chợ thì nó rơi vào tầm độ khoảng 30 triệu một bộ thôi. Nhưng mà riêng với hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thì các cái sản phẩm đấy chúng tôi không làm. Chúng tôi chuyên làm hàng VIP, chuyên làm hàng thử, chọn gỗ, chọn lọc từ A đến Z và làm cực kỳ dày dặn và to cao dài rộng hơn hàng thông thường rất chi là nhiều. Cho nên cái giá thành của chúng tôi nó cũng sẽ cao hơn so với thị trường. Bộ bàn ghế này chúng tôi sẽ báo giá ở cuối clip này, quý vị cùng chiêm ngưỡng và theo dõi. Bỏ ra 5-10 phút để theo dõi video clip này, chúng tôi sẽ báo giá cho quý khách thấy được. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Quý khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Để cho vào đi bụi đấy. Đây, gỗ này thì vân nó trông rất chi là nhiều vân. Vân nó cũng tương đối là đẹp. Và hiện tại bộ ghế này chúng tôi vẫn còn đang để mộc. Và khi chúng tôi quay video clip này, dừng video clip này lên, chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng đã đặt hàng. Clip quý vị đang xem chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân nằm tại đầu làng Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đầu làng Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây là bộ bàn ghế mun đuôi công gồm có 6 món ô á hộp. Video quý vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân. Ở Thành Luân chúng tôi tọa lạc tại hai cơ sở. Cơ sở 1 đây là cửa hàng chúng tôi nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, nằm cạnh cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên. Cơ sở 2 chúng tôi số nhà 71-73 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và xưởng sản xuất của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi nằm tại làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Và quý khách cùng đăng ký kênh, subscribe kênh của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận được các thông báo về các sản phẩm mới nhất mà chúng tôi thường cập nhật hàng ngày. Mỗi ngày chúng tôi cập nhật rất nhiều các sản phẩm. Và mọi người cùng đăng ký, subscribe, like, chia sẻ kênh của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để giúp chúng tôi ngày càng phát triển, phục vụ quý khách hàng được tốt hơn. Và thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn. Và chúng tôi sẽ báo giá bộ ghế này. Bộ ghế này có giá là 50 triệu đồng. VIP. Hàng VIP viền VIP luôn, hàng rất VIP luôn. Ván mặt dày 2 phân, khuôn mặt dày 4 phân. Và vách tựa cũng dày đậu 2 phân, chân 12, tay 12, dày 7 phân.
và ván mặt bàn này là ván mặt bàn liền tấm rất chi là dày dặn, giá 50 triệu. Và thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn và chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.